Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và một số bộ ngành về công tác tiếp thu, giải trình, trình lý và một số nội dung lớn của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Tham dự cuộc làm việc có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Nguyễn Khắc Định và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hiện có 12 vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có phân loại đất, quy định về Thủ tướng Chính phủ ban hành khung chính sách về hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, về quyền của đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hàng năm được thế chấp tài sản gắn liền với thuê đất, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, về tiêu chí thu hồi và đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Phát biểu kết luận tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo luật đất đai sửa đổi ngày 1 tháng 8 đã được chỉnh lý, trên cơ sở tổng hợp đầy đủ và tiếp thu nghiêm túc chắc lọc ý kiến của các vị đại biểu quốc hội trong kỳ họp thứ năm vừa qua ý kiến của các cơ quan của quốc hội các cơ quan và tổ chức hữu quan người dân Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và chính phủ đã rất tích cực phối hợp với Ủy ban Kinh tế và các cơ quan Quốc hội đã chỉnh lý một bước nữa là khá căn bản để trình kỳ họp thứ năm cho ý kiến. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn khá nhiều ý kiến khác nhau, thể hiện ở chỗ cần phải đưa ra các phương án. Từ đó chủ tịch nêu rõ trách nhiệm của chính phủ và ủy ban thường vụ quốc hội bây giờ vẫn rất lớn, không được phép ngừng nghỉ để có dự án luật đáp ứng được yêu cầu tốt nhất cho thực tiễn.